iPhone 15 series vừa mới được ra mắt với hàng loạt công nghệ mới. Tuy nhiên, giá thành thì vẫn còn đang là một sự lấn cấn. Không phải ai cũng có thể sẵn sàng bỏ ra cho mình 30 củ để sở hữu iPhone 15 series. Vậy thì, những dòng sản phẩm thế hệ tiền nhiệm của Apple vẫn luôn là sự an toàn nhất. Chẳng hạn như iPhone 12 hay là iPhone 13 series, bạn có thể tham khảo tại Bạch Long Store. Tại đây, chúng ta có thể bỏ từ 12 cho tới 14 củ là đã có thể sở hữu được, ví dụ như trên tay mình đang là iPhone 13. Còn bây giờ, để có cách nhìn khách quan nhất thì cùng vào video thôi. iPhone 13 được ra mắt vào năm 2021 với giá được bán tại thời điểm đó là $799. Khi cập bến về Việt Nam, giá khởi điểm của mẫu iPhone 13 tiêu chuẩn dao động từ khoảng 24 triệu. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì giá bán của iPhone 13 đã được giảm đi rất là nhiều kể từ lúc ra mắt. Chưa đến 14 triệu đồng là chúng ta đã có thể sở hữu cho mình một chiếc iPhone 13 nhỏ gọn xinh xắn như thế này rồi. Cụ thể, tại Bạch Long Store, bạn có thể mua được phiên bản iPhone 13 128GB với giá chỉ có khoảng 13 triệu 350 nghìn đồng. Đây là mức giá rất là ổn định và cũng là thời điểm vàng để chúng ta có thể sở hữu được sản phẩm này tới từ nhà Apple. Cho đến thời điểm hiện tại thì đối với mình, iPhone 13 vẫn là một sự lựa chọn hợp lý từ thiết kế, cấu hình đến chất lượng, đặc biệt là về giá thành rất là phù hợp với tất cả các nhu cầu của tất cả mọi người. Với những điều trên thì đây vẫn là một chiếc điện thoại rất là đáng mua trong năm nay. iPhone 13 có kích thước nhỏ nhưng vẫn không kém phần sang trọng, đặc biệt là về bề ngoài của iPhone 13 không khác biệt mấy khi so với những mẫu iPhone 14. Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng không nên bỏ ra số tiền quá lớn để sở hữu một chiếc điện thoại y hệt model mới nhất của Apple. Hơn nữa, về thiết kế của iPhone 13 sẽ cho chúng ta cảm giác thoải mái hơn khi mà cầm nắm. Về màu sắc thì iPhone 13 vẫn còn đang rất là nhiều màu để các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như là xanh dương, đỏ, hồng, đen, trắng, phù hợp với đa dạng các loại phong cách khác nhau của từng người. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình những chiếc ốp lưng thật là xịn sò trên iPhone 13 này. Chính vì những điều đó nên là iPhone 14 series có được ra mắt thì iPhone 13 vẫn luôn được iPhone lựa chọn rất là nhiều. Về màn hình thì hiển thị cực kỳ sắc nét. Chất lượng hiển thị của các mẫu điện thoại đến từ Apple chưa bao giờ khiến người dùng thất vọng. Chiếc iPhone 13 được trang bị màn hình OLED với kích thước chỉ có 6.1 inch, độ sáng lên tới 800 nits, mang lại độ tương phản và độ sáng cao hơn. Đặc biệt là phần nốt tay thỏ trên iPhone 13 cũng làm nhỏ đi khoảng 20% so với thế hệ tiền nhiệm, từ đó đem lại không gian trải nghiệm rộng hơn. Về tần số quét thì iPhone 13 chỉ sở hữu cho mình là tần số quét 60Hz, tương tự như iPhone 12 trước đó. Còn về camera thì đây là một điểm cộng giúp cho các bạn có thể cho ra được những tấm hình xinh hơn trên iPhone 13. Camera trên dọc iPhone vẫn sẽ luôn là tiêu điểm đối với người tiêu dùng. Đây sẽ là một ưu điểm tuyệt đối cho các iPhone ưa thích nhiếp ảnh. Bên cạnh đó thì iPhone 13 vẫn hỗ trợ khả năng quay phim vô đối, hiệu năng ổn, xử lý tác vụ mượt mà. Tới thời điểm hiện tại thì đây vẫn là một chiếc điện thoại được đánh giá rất là cao về phần hiệu năng mà các bạn có thể tham khảo thử. iPhone 13 có chất lượng hoạt động cực kỳ ổn định với con chip A15 Bionic. Chính vì thế mà trong quá trình sử dụng, tiêu lượng pin cũng sẽ được tối ưu đáng kể. Và đây cũng sẽ là điểm yếu đối với iPhone 13. Mặc dù khen là tính năng tốt, hiệu năng ổn định, tuy nhiên với những tựa game có cấu hình mạnh thì iPhone 13 vẫn chưa có thể nào cân được hết. Đây cũng là điều tiếc nuối đối với các iFan đam mê nhiều thể loại game mobile. Bù lại thì chiếc smartphone này được trang bị công nghệ kết nối 5G để giúp cho bạn thỏa sức lên mạng Internet mạnh mẽ dù ở đâu, bất cứ nơi nào. Qua những phân tích trên thì mình nghĩ rằng bạn cũng đã có sự lựa chọn về iPhone 13 với những điểm nổi bật như là về màn hình, cấu hình nè, đặc biệt là về camera. Với phân khúc giá tầm trung là bạn đã có thể mua được một chiếc điện thoại xịn sò không kém cạnh gì so với iPhone 15 series trong năm 2023 này. Và đó là ý kiến khách quan của mình. Còn bạn như thế nào về chiếc iPhone 13 này? Hãy để lại trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Nhớ là một iPhone 13 tại Bạch Long Store bạn nhé.